Thiết bị quét mang tên Explorer có thể quét nhanh gấp 40 lần so với máy chụp cắt lớp phát xạ Positron PET scan hiện nay, cho phép tạo ra bản quét 3D toàn bộ cơ thể chỉ trong khoảng 20 đến 30 giây. Thiết bị không chỉ nhanh hơn mà còn có khả năng quét với liều bức xạ thấp hơn đáng kể. Bên cạnh đó, độ nhạy cao hơn cho phép thiết bị tạo ra bản quét với chất lượng hình ảnh tốt hơn. Với sự hỗ trợ của máy quét toàn thân Explorer, các bác sĩ có thể đánh giá được những gì đang xảy ra trong tất cả các mô và cơ quan trong cơ thể, mở ra những đột phá trong việc nghiên cứu và điều trị ung thư.